Chiều ngày 13 tháng 4, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Cường, 35 tuổi, ngụ xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Ngọc Chiến, 42 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 12 tháng 4, một hộ dân trên địa bàn phường 6, thành phố Mỹ Tho phát hiện cổng rào bị cắt ổ khóa và mất một xe ba gác, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 90 triệu đồng nên trình báo công an. Qua công tác điều tra, sàng lọc nhiều đối tượng nghi vấn, công an thành phố Mỹ Tho phát hiện Cường và Chiến là hai người nhiều khả năng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên nên bí mật cho các trinh sát hình sự theo dõi. Đến ngày 13 tháng 4, Công an phường 6 phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho đã bắt giữ Cường và Chiến khi cả hai đang chạy xe máy trên đường đi tìm tài sản để trộm. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời khai nhận đã thực hiện thành công 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, trong đó có 4 vụ trộm xe ba gác và 1 vụ trộm cắp xe máy. Sau khi trộm được tài sản, cả hai mang đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Vụ việc đang được công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra.